quần thể Mồ Cổ nằm ẩn mình trong một khu vườn rộng lớn. Dù đã trải qua thăng trầm lịch sử, phần nào vướng bụi thời gian, nhưng nó vẫn toát lên được nét đẹp cổ kính và khang trang. Điều này cho thấy sự giàu có, vương giả của một dòng họ qua gần hai thế kỷ. Khu mộ cổ này tọa lạc trên mảnh đất rộng 1.000 m² tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, với tường cao bao quanh cùng với những họa tiết, hoa văn cổ kính lộng lẫy. Nhìn từ xa, cả khu mộ được thiết kế như những tòa cung điện nho nhỏ, rất công phu, tinh xảo, đầy hoa văn chạm khắc tinh tế cả phía trên trần. Sự uy nghi trầm mặc của khu mộ phần nào cho thấy cuộc sống giàu có và sung túc của gia tộc này trước đây. Ngay cổng chính vào khu mộ là hai cánh cửa bằng thép dày, cũng chứa nhiều điều bí ẩn. Đó là những thanh sắt đặc, không hàn dính với nhau, nhưng chúng vẫn tồn tại và hoạt động dù trải qua thời gian hàng trăm năm. Ông Trần Thanh Hùng, hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc họ Trần, hiện là người bảo quản khu mộ này cho biết, khu mộ này hình thành vào khoảng những năm 1842. Người xây dựng nên khu mộ là ông tổ của dòng họ, tên Trần Để, hay còn gọi là Trần Ban Tới, vốn là người Phúc Kiến, Trung Quốc. Vào khoảng đầu thế kỷ 19, ông sang Việt Nam lập nghiệp bằng nghề buôn bán. Có thể nói, ông Để là người giàu nhất vùng Cần Thơ xưa. Khi mà cái ông tổ về đây từ bên Tàu qua đây lập nghiệp, thì sau khi lập nghiệp làm ăn được một thời gian khá giả, thì có nghĩa là ông mới xây hình thành, có nghĩa là vẽ một cái sơ đồ để mà xây dựng cái ngôi mộ này. Thì có nghĩa là đến khi mà ngày ông cụ này ổng chết thì cái ngôi mộ này vẫn đang thi công. Thì mới để lại, có nghĩa là cái xác của ổng chết là để lại 3 tháng 10 ngày mới chôn. Thì khi chôn xong thì người con thứ năm vẫn đứng ra xây dựng tiếp tục đến khi hoàn thành. Bên trong khu mộ có 5 ngôi mộ cổ với tuổi đời gần 2 thế kỷ. Riêng phần mộ của ông Trần Ban Tới nằm ở giữa và lớn nhất. Mộ của hai người vợ nằm ở hai bên và cách nhau vài mét. Tất cả các bia mộ đặt phía trên đầu mộ đều được làm bằng đá cẩm thạch. Mỗi ngôi mộ được thiết kế thành dinh cơ riêng, có mái che kiên cố với nhiều họa tiết sắc sảo. Phía trên có móc treo đèn kiểu Pháp được thiết kế và xây dựng hết sức công phu với kiểu kiến trúc kết hợp độc đáo giữa Đông và Tây. Dù đã trải qua gần hai thế kỷ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn và gia đình chưa tu sửa lần nào. Riêng phần chữ Hán dựng phía sau mộ ông Trần Ban Tới và hai người vợ đến nay vẫn còn là ẩn số. Nói về mà giải mã hết thì có nghĩa là mình không thể. Bây giờ có những cái người mà người ta có biết tiếng đó thì người ta vô người ta nhìn những cái tiếng mà của mấy ổng để lại bây giờ, nghĩa là thì giải mã không hết, biết chỉ một phần nào thôi. Ổng ghi thành tích, ổng là làm những gì thành ra mình không hiểu. Chỉ nhìn biết là nghĩa là ông để là một cái di sản văn hóa để cho con cháu sau này nó coi rồi kia thôi, chứ mình không biết những cái chữ nghĩa gì trong đó chứ luôn. Ngoài ra xung quanh còn hai ngôi mộ cổ nữa mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, đó là mộ của hai vợ chồng người con thứ 7 của ông Trần Ban Tới, phần mộ do đích thân ông 7 thiết kế sau khi du học từ Pháp về. Dù là hậu duệ đời thứ 5 dòng họ Trần, ông Hùng cho biết ngoài trừ ngôi mộ của người con thứ 7 khắc bằng tiếng Pháp và những gì ông bà kể lại, thì đến nay những bí ẩn về ngôi mộ cổ vẫn chưa có thể lý giải được. Cái nghĩa là nhiều người đến đây thì rất là chiêm ngưỡng, bị nghĩa là không nghĩ cái huyện Phong Điền này có một cái khu mộ lớn như mà cổ như thế này. Thì những cái người mà lại đây người ta đều chiêm ngưỡng. Thì đối với đời của chú á, có nghĩa là thời bây giờ có nghĩa là mình không có một cái khả năng để mình tu bổ cho cái ngôi mộ khang trang. Để lại một cái di sản quá đồ sộ đi, thành ra từ đó tới giờ nghĩa là nó vẫn giữ nguyên thủy của nó, nghĩa là không có tu sửa cái gì mà là làm thay đổi cái khu mộ này hết. Ly kỳ hơn, các bức tường bên trong khu mộ cổ ẩn chứa những hoa văn được vẽ sắc nét, và chỉ khi lớp vôi bên ngoài bong rửa, các hoa văn mới lộ ra như sắp đặt từ trước của người thiết kế. Tất cả những bí ẩn tại ngôi mộ cổ này đến nay vẫn như một lời thách thức của người xưa. Khoảng 3 giờ ngày 8 tháng 8 tại đường lò Bán Xuyên thuộc phân xưởng đào lò 6,
công ty cổ phần Than Mông Dương, Quảng Ninh, 5 công nhân đang làm nhiệm vụ thì xảy ra vụ sập hầm lò khiến 2 công nhân bị mắc kẹt, 3 người khác thoát được ra ngoài nhưng có 2 người bị thương nhẹ. Đến 4 giờ 50 phút cùng ngày, đội cứu nạn tìm thấy công nhân Nguyễn Thế Hoạt nhưng nạn nhân đã chết trước đó. Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy công nhân Vi Văn Dũng trong tình trạng bị thương ở chân. Được biết, sau khi nhận được tin, lãnh đạo cùng ban ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cứu hộ các nạn nhân. Hiện sự cố sập hầm lò vẫn đang được tiếp tục xử lý, khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, trong khi nhiều tân sinh viên hào hứng bước vào ngày đầu tiên vào cánh cửa đại học, thì ba em tân sinh viên ở Đà Nẵng đã phải khép lại cuộc đời của mình, xót xa hơn khi cả ba đều là người trong cùng một dòng họ. Cụ thể, thưa quý vị, vào chiều qua, tại bãi tắm Mỹ Khê, thành phố Quảng Ngãi, đã có một nhóm thanh niên cùng 18 tuổi đã bị sóng đánh cuốn trôi. Mặc dù người dân và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cứu được hai em lên bờ, nhưng còn ba em nữa đã mất tích. Thi thể nạn nhân cuối cùng vừa được tìm thấy vào sáng nay. Lúc 10 giờ ngày 8 tháng 8, thi thể của Trần Minh Chiến, nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm, làm ba tân sinh viên tử vong tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, được tìm thấy cách bờ 50m. Trước đó, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Trần Lê Nhật và Trần Thị Mỹ Hiền cùng 18 tuổi. Cả ba nạn nhân này và hai người khác đều là người trong cùng dòng họ xuống biển tắm, nhưng không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Người dân địa phương chỉ cứu sống được hai người. Theo em Trần Võ Thùy Yên, một trong số hai nạn nhân được cứu sống thì khi cả hai nhóm xuống biển tắm thì nước cạn, nhưng sau một cơn sóng mạnh đổ vào thì cuốn tất cả ra xa và đẩy xuống khu vực nước sâu nên xảy ra tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, vịt quay vốn là một món ăn rất ưa thích, hay nói đúng hơn là món đặc sản dân dã của người miền Tây mình. Mà muốn ăn món này ngon là phải nướng trực tiếp ngoài ruộng đất rơm thì mới đúng là vịt quay đồng quê, đúng không Quang Huy? Vâng, chính xác là như vậy. Bản thân của Quang Huy cũng rất là thích ăn món này. Thế nhưng thưa quý vị có tin hay không ạ? Chỉ vì muốn ăn thịt quay kiểu này mà nông dân Phạm Văn Nu ở xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã phải nướng cháy mất 88,2 triệu đồng. Sự việc là lão nông này sau khi nướng vịt ngoài đồng thì đã sơ ý không dập tắt hết lửa, khiến cho đám lửa cháy lan, thiêu rụi hết cánh đồng lúa thu hoạch của ông Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Văn Tâm. Cuối cùng là ông Nu đã phải bồi thường thiệt hại là số tiền như Quang Huy vừa nói ở trên là 88,2 triệu đồng thưa quý vị. Phải nói là ông Nu đã phải trả một cái giá quá đắt cho món vịt nướng của mình, phải không ạ? Hy vọng qua đây bà con nông dân mình cũng cần nên thật cẩn trọng khi chế biến các món ăn nướng lửa tương tự như vậy ở ngoài đồng. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin về một vụ tai nạn giao thông rất hy hữu xảy ra ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc là vào chiều qua thì cả ba chiếc xe máy bỗng nhiên đã bị một tai họa bất ngờ ập đến. Đang đi trên đường thì một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã chạy lui với tốc độ như bay, đâm trúng và cuốn vào gầm xe. Nguyên nhân cụ thể ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 8, chiếc xe ô tô mang biển số 61A15639 bất ngờ lùi lại phía sau. Sau đó lao sang phần đường ngược chiều khoảng 30m, hành động mất kiểm soát trên đã cuốn ba xe máy bị cuốn vào gầm, ba người đi trên xe máy bị thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo lực lượng cơ quan chức năng, tài xế điều khiển ô tô gây nên vụ tai nạn nghi vấn có nồng độ cồn trong người. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Chỉ vì một phút bất cẩn thiếu quan sát mà tài xế ô tô màu trắng này đã tông thẳng vào đuôi một chiếc xe tải đang đậu cùng chiều. Ngay sau đó, chiếc ô tô mất lái, xoay ngang sang làn đường ngược chiều thì không may lúc này lại có một chiếc xe tải khác lao đến với tốc độ khá nhanh, đâm nát phần đuôi và phần đầu của xe. Cú va chạm quá mạnh khiến người tài xế xe ô tô văng ra khỏi xe, té ngã xuống đường. Tuy nhiên, một điều khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc là ngay sau đó người tài xế xe ô tô này đã lập tức đứng dậy và còn có vẻ khá bình tĩnh xem xét hiện trường vụ tai nạn. Vâng thưa quý vị, vào chiều hôm qua, thêm một vụ tai nạn đường sắt nữa đã xảy ra tại tỉnh Ninh Thuận, đoạn giữa hai ga là Hòa Trinh và Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam. Một chiếc xe chở muối đã băng ngang qua đường sắt rồi đã bị tàu hỏa đang đi tới đâm trúng, khiến cho hai người trên xe bị thương nặng. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại hiện trường. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 tại đường ngang dân sinh, đoạn đi qua đồng muối Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đoàn tàu SE5 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam đến đoạn giữa hai ga Hòa Trinh, Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bất ngờ va chạm với xe tải chở muối mang biển số 85C02514 do tài xế Nguyễn Ngọc Vũ 33 tuổi, ngụ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận điều khiển đang cố băng qua đường sắt. Vụ việc xảy ra khiến anh Vũ và phụ xe là Võ Thành Thơ 36 tuổi, ngụ cùng địa phương bị thương nặng.
xe tải bị biến dạng hoàn toàn, còn toa đầu kéo đoàn tàu SE5 bị hư hỏng nặng, bánh trượt ra khỏi đường ray. Hiện cả hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Sau tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và tổ chức vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo đúng lộ trình. Được biết, tuyến đường ngang dân sinh này chủ yếu phục vụ cho việc đi lại của công nhân và xe vận chuyển từ Đồng Muối Quán Thể ra quốc lộ 1A. Đáng nói hơn, đoạn đường này không có gác chắn, dọc theo đường sắt là đồng muối rộng lớn, tầm quan sát rất rộng. Quý vị thân mến, tiếp nối sự thành công của mô hình nuôi kết hợp tôm sú và cua, mới đây người dân tại xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã là địa phương tiên phong tiến hành thử nghiệm phương pháp nuôi mới, kết hợp giữa việc nuôi tôm sú và cá nâu theo hướng là quảng canh cải tiến trên cùng một diện tích ao nuôi. Thưa quý vị, và với việc kết hợp đặc biệt này thì bước đầu cho thấy mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho người dân, giúp tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích mặt nước. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những ghi nhận sau đây. Đây là mô hình thử nghiệm đầu tiên của gia đình ông Lê Văn Dững, ngụ tại ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình, với diện tích 2 hectare ao nuôi. Với diện tích trên, ông Dững đã thả nuôi 800 kg cá nâu với trọng lượng khoảng 50 con một kg, mật độ nuôi trung bình là 2 con cá nâu 1 mét vuông và 600 kg tôm sú với trọng lượng khoảng 1.000 con một kg, mật độ nuôi trung bình là 3 con tôm sú trên 1 mét vuông. Theo ông Dững, sau khoảng 6 tháng nuôi, cá nâu đạt trọng lượng 8 con một kg, tỷ lệ sống đạt 60% và tôm sú đạt 30 con một kg, tỷ lệ sống là 72%. Với mức giá cá nâu hiện nay trên thị trường tầm 38.000 một kg và tôm sú là 180.000 một kg, sau khi trừ chi phí và hao hụt, mô hình này sẽ giúp thu lợi nhuận trên 96 triệu một hecta. Thì mình thấy cái mô hình con cá nâu mà ghép với tôm sú này á, thì mình thấy là nó so với những cái mô hình đặng dụ như con cua hay là hoặc con cá khác thì nó cái mô hình này thì nó đạt hơn. Rồi, bởi vì cái con cá nâu thì nó có cái là mình thả nó chỉ ăn những cái thực vật thôi, nhưng rong này kia là cái đó nó cải tạo được trong cái vuông mình, cái nguồn nước nó sạch nữa, mà con tôm nó cũng ít có sanh bệnh. Với mô hình đặc biệt này sẽ giúp bà con thuận lợi hơn, giảm bớt chi phí trong việc nuôi tôm. Mà mặt khác, cả hai loại tôm sú và cá nâu không cạnh tranh nhau về nguồn thức ăn, chúng còn có thể điều tiết môi trường, làm sạch nguồn nước trong ao nuôi để cả hai cùng phát triển. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, người nuôi cần kỹ lưỡng trong việc chọn giống. Ngoài ra, người nuôi còn phải theo dõi ổn định và nâng cao độ kiềm trong nước, bổ sung thức ăn công nghiệp và chế phẩm sinh học, xử lý nguồn nước và đáy ao một cách phù hợp.